cho các bạn nhé, đây là một cái video ngắn để mình test nốt cái bộ Vitalon sử dụng Vectoy và có thêm một cái pin phụ. Đấy, trước đây mình đã sử dụng là 2 pin nhá. Đó, mình có pin 1500 mAh 3S và có pin chính là 4S 2P. Pin này hôm trước mình bay đã gần hết pin rồi, bây giờ nguyên không sạc. Thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện đó là test. Thì đối với cả cái kit cái này đang sử dụng đó là Tango ấy, hết switch rồi, thành ra là cái chế độ pin phụ là mình sẽ để set mặc định là auto, tức là không có cái switch còn switch nào nữa để mà set on off. Đấy, nên là auto thì các bạn phải lưu ý giúp mình là đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn pin chính cho khởi động máy đã nhá. Đấy. Chúng ta sẽ để nguyên và chưa cắm pin phụ vội. Đấy, có nghe thấy một báo không? Đấy, nhưng mà mặc dù nó chưa khởi động nhưng mà để tránh trường hợp là telemetry nó chưa kịp gửi về TX mà nó đã kích hoạt cái pin phụ của chúng ta. Đấy, rất là nguy hiểm. Cho nên là sau khi mà chúng ta đã khởi động xong rồi như này rồi thì chúng ta bắt đầu mới cắm pin phụ nhá. Đây là một cái lưu ý là dành cho chúng ta khi mà không có đây thì mình đã kích hoạt pin cắm pin phụ đấy nhá. Và CG thì mình đã thử rồi thì CG đã cân. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đóng lắp lại và bây giờ sẽ test nhá. Đó. Chút nó đứng dây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Thì mình đã tắt cái chức năng gọi là check GPS thì chúng lúc nào cũng am được. Thì để chúng ta gọi là test cái phần pin phụ thì mình sẽ đổi lại một chút cho cái âm thanh nó hết cỡ lên nhá. Để chúng ta khi đọc nó đến cái phần tiếng pin phụ nó kêu. Đó, trong này mình đã set up cho bạn đã gửi tích cho mình là set logic cái thứ rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hover lên nhá. Mình hy vọng là nó sẽ tụt xuống là dưới 12V6 để kích hoạt cái pin phụ. Nào, lên. Đấy. Các bạn nghe được không ạ? Đó, như vậy là pin phụ đã kích hoạt các bạn nhá. Đó, pin phụ đã chạy rồi. Cảnh báo pin phụ được kích hoạt. Đó. Khi mà pin của chúng ta mà lên trên 12V6 thì lập tức pin phụ sẽ tắt. Và lúc đấy là sẽ không có sự xung hòa giữa hai quả pin. Mà khi mà pin của chúng ta tụt xuống dưới 12V6 thì lập tức là pin phụ sẽ được active thêm. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại nhá. Pin của chúng ta lúc nào chỉ trên 3V nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ thử là nó là tắt pin phụ đi. Mình sẽ tháo pin phụ ra xem nào. Rồi, bây giờ lúc nãy là mình nhớ là 3.089 nhá. Bây giờ nó tắt pin phụ đi thì sẽ như nào. Đấy, 2V luôn cả. Đó, các bạn thấy không? Thì như bạn có thể thấy là cái chỉ số là khi mà chúng ta hover mạnh ấy, thì cái pin của chúng ta tụt xuống còn 2V9 mấy ấy. Thì như vậy là quả pin phụ của chúng ta như vừa xong rồi đã được kích hoạt đấy các bạn nhé. Và đã chạy auto thành công. Đó, đây là cái phần test cuối cùng trước khi mình cho bạn ý là bạn yêu cầu mình là nắp thêm pin phụ. Chứ thực ra kit này là xong từ lâu rồi. Nhưng mà bạn ý là muốn là chờ mình là test cái phần pin phụ. Nếu mà ok thì bạn ý sẽ là thuê mình lắp thêm cái phần pin phụ. Và mình đã hoàn thành xong. Cảm ơn các bạn nhé.